Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Shinichi Kudo. Bộ phim Thám tử lừng danh Conan đã phát sóng trên HTV3 Dreams TV khá lâu rồi, cho nên... Cậu đang nói linh tinh cái gì đó? Thì thông báo với mọi người biết, chúng ta sẽ không còn được phát sóng nữa. Lâu quá rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút xíu chứ. Cậu mới nói cái gì đó? Xin thông báo đến mọi người, Thám tử lừng danh Conan chỉ thay đổi lại lịch chiếu thôi. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7, chương trình sẽ được phát sóng lúc 20 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cả chỉ có trên HTV3 Dreams TV.